OK, xin chào các bạn, chào bạn đến với kênh chia sẻ kế toán thuế. Tôi là Thái Sơn, người truyền nửa kế toán. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta nộp được cái tờ khai, các cái tờ khai như thuế tăng, thuế thu nhập cá nhân, hoặc là nộp các cái tờ khai về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hoặc là nộp những cái tờ khai bổ sung mà chúng ta bị lỗi, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, đúng không ạ? Thì tôi sẽ mở một số cái lỗi điển hình nhá, một số lỗi điển hình mà các bạn có thể hay gặp phải, để chúng ta có thể là từ cái ví dụ của tôi các bạn có thể đúc kết ra được cái cách mà chúng ta sửa cho cái trường hợp của các bạn, đúng không ạ? Thì đặc biệt ở gần đây thì chúng ta nộp xong cái báo cáo 2021 rồi, có rất nhiều bạn nộp xong là chúng ta nghĩ rằng thảnh thơi rồi, nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta không đọc email để xem là cơ quan thuế họ tiếp nhận và người ta đã có chấp nhận hay chưa. Đấy, thì nhiều bạn khi mà nộp xong thì hôm sau mới chúng ta mới đọc được và nhận được cái email là không chấp nhận, bởi vì một số cái lỗi. Ví dụ đây là một cái lỗi điển hình mà chúng ta hay gặp phải trong cái thời gian gần đây, đó là thời điểm mà 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4 2022, đúng không ạ? Đấy. Và nếu các bạn nào xem cái video này lâu hơn nữa thì vẫn có thể sửa được những cái lỗi mà các bạn đang gặp phải, thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo số 0901686262, nhắn tin Zalo nhé. Nếu các bạn lỗi gì thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa. Đấy, và tôi sẽ cho các bạn file sửa. Ok các bạn. Thì ở đây là một trường hợp 1, đó là chúng ta nộp cái tờ khai quyết toán thuế doanh nghiệp đi rồi, nhưng mà nó báo lỗi ở cái chỉ tiêu đó là 05 trên cái phụ lục 03-3A. Đó là cái điều kiện được hưởng, được chưa? Đa số các bạn chọn cái điều kiện là vùng đặc biệt khó khăn đúng không ạ? Đấy, nên là nó bị lỗi. Lỗi này thì là do đâu? Đấy, thì câu trả lời nó là lỗi do phần mềm hỗ trợ khai và phần mềm Tick Viewer, được chưa? Đó, thì cách sửa như thế nào thì chúng ta sẽ cài một cái phần mềm hỗ trợ, thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Đấy, đây là cái lỗi thứ nhất. Đấy, cái lỗi thứ hai mà chúng ta cũng hay gặp phải gần đây đó là đấy, đây có nghĩa là bạn học viên của tôi đó gặp cái trường hợp là nó bị báo lỗi như thế này các bạn ạ. Đấy, có nghĩa là chỉ tiêu 22 nó báo đỏ và chỉ tiêu 33 nó báo đỏ. Đấy, đây, lỗi này nó phát sinh ở cái thời điểm đó là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 4 năm 2022 nhé. Và tôi nghĩ rằng những cái bản cập nhật sau thì nó sẽ hết, đúng không ạ? Nó sẽ hết. Thì nhiều bạn nhìn vào đây sẽ bảo nó báo đỏ như thế này là chỉ tiêu 22 nó không trùng với chỉ tiêu của kỳ trước. Đấy, số thuế khấu trừ của kỳ trước. Đấy, nhưng mà không phải, đúng không ạ? Đây là nó rất là đúng, và nhiều bạn bảo chỉ tiêu 33 này nó không làm tròn, không đúng, đúng không ạ? Đây là không phải. Đấy. Thì các bạn có thể thấy đây là cái tờ khai của bạn học viên của tôi. Bạn ấy đã gửi cái số liệu này. Đó, hoàn toàn khớp, nó không có gì là không khớp cả. Nhưng cái lỗi này thì nó là lỗi do IT Viewer nó đang bị lỗi. Thì cái này thì chúng ta cũng cần cài lại một cái phiên bản mới để cho nó phù hợp. Đấy. Hoặc là đây là một cái lỗi là khi mà chúng ta nộp cái thuyết minh báo chính, nhiều bạn không nộp được. Có nghĩa là chúng ta chọn được cái tờ khai này, chúng ta chọn được cái thuyết minh báo cáo chính này, nhưng mà chúng ta đẩy đi thì nó lỗi như thế này. Đấy, được chưa? Thì các bạn đọc là có nghĩa là cái lỗi này các bạn chỉ cần copy. Đấy, copy cái thuyết minh này ra một cái file khác. Đấy, hoặc là một cái ổ khác để các bạn nộp lại thì là sẽ là được, đúng không ạ? Đấy, tại vì các bạn để ở trong những cái thư mục nó có tiếng Việt cho nên là nó không chấp nhận. Đấy. Hoặc là cái lỗi cơ bản nhất đó là chúng ta không chọn được tờ khai. Đấy, thì tôi đã có sửa cái máy tính của tôi để làm sao nó không chọn được cái tờ khai, để tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đấy, và đây cũng là lỗi chúng ta lỗi về cái chỉ tiêu 05 trên cái tờ khai 03 quyết toán thuế doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cài lại là được. Đấy. Thì đây là tôi đang nêu ra một số cái lỗi thôi nhá. Đấy, thì các bạn sẽ cùng tôi vào cái trang thuế điện tử này. Bạn vào thuế điện tử.gdt.gov.vn, đúng không ạ? Đấy, các bạn chọn là doanh nghiệp, các bạn đăng nhập vào. Đấy, thì đây là một cái lỗi phổ biến nhất. Đấy, mà tất cả kế toán chúng ta đều hay gặp rồi. Đó là chúng ta không chọn được. Đây, tôi sẽ vào đây. Các bạn đánh vào nhé. Không chọn được tờ khai. Đấy. Các bạn ấn khai thuế này. Các bạn chọn cái tờ khai XML này.
Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Khi bạn như thế này, các bạn ấn chuột nhé. Đấy, các bạn ấn chuột nhé. Không chọn được tờ khai đúng không ạ? Không thể nào chọn được tờ khai. Nó không hiện lên cho chúng ta chọn đúng không ạ? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đấy, có rất nhiều cách để xử lý đúng không ạ? Có nhiều bạn chỉ đơn giản là gì ạ? Chúng ta quay trở lại cái phần phần trang chủ của đây là các bạn thoát ra nhé, bạn vào thuế này. À đây này. Đấy, các bạn nhìn này, một lúc sau nhá, lúc sau nó sẽ loát lên cái phần hỗ trợ này này. Đúng không ạ? Đấy, thì các bạn nhiều bạn gì ạ? Nó máy nó bị lỗi Java ấy thì nó sẽ không hiện lên cái phần này. Thì bạn có thể đợi một lúc. Đấy, thì có thể là gì ạ? Cái cách sửa thứ nhất đó là các bạn tải cái phần mềm Java in.7 này. Đấy, các bạn tải về và các bạn gì ạ? Bạn xóa cái phần mềm cũ đi. Bạn xóa bằng cách nào ạ? Bạn vào cái phần program ấy. Đấy, rồi bạn chọn cái gì ạ? Java cũ đi, các bạn xóa đi và bạn cài lại cái này. Đấy, đấy là cách 1. Nhưng mà nhiều bạn làm xong ấy thì cũng không cài được, cũng gì ạ? Cũng không mở được cái tệp đó. Đấy, thì còn cái cách thứ hai mà chúng ta cũng hay sử dụng đó là gì ạ? Chúng ta vào cái mục đó là cài đặt nhé, các bạn vào cài đặt này. Đấy, các bạn vào tiện ích này, được chưa? Đấy, và các bạn cài cho tôi đó là cái trình duyệt. Các bạn cài cho tôi cái trình duyệt đó là cái phần mềm hỗ trợ đó là gì ạ? IETab. Đấy, IETab này. Đấy, thì các bạn tìm cho tôi cái phần mềm IETab này, đúng không ạ? Đấy, sau là các bạn mở trang thuế lên. Bạn cài xong nhé, các bạn mở trang thuế và bạn chọn vào cái hình như thế này. Các bạn tiện ích này. Đấy, các bạn vào chọn. Đấy, được chưa? Đấy, rồi là các bạn chọn và các bạn thử lột lại xem là có được hay không, đúng không ạ? Đấy là cái cách thứ hai. Và cái cách thứ ba mà buổi hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn đó là gì ạ? Đó là cái đây, tôi sẽ đăng nhập lại cái trang này nhá. Đấy, chúng ta đăng nhập doanh nghiệp này, đăng nhập này. Cách này thì đơn giản hơn rất là nhiều mà lại rất là hiệu quả. Đấy, đây thì đây là cái giải pháp mà tôi muốn giới thiệu các bạn, đó là cái phần mềm. Đây là một cái phần mềm của một cái bạn học viên và cũng là một cái bạn học viên và là làm ở tổng cục thuế có cho tôi cái phần mềm này. Phần mềm này ấy, thì sẽ giúp chúng ta là gì ạ? Là giúp chúng ta sẽ là gì ạ? Tự động cài đặt các cái ứng dụng mà nó phù hợp với lại tổng cục thuế. Đấy, phù hợp với lại cái ứng dụng trên cái trang web đó là Java mới nhất, được chưa? Esinger, đấy, Microsoft Farmer Work này. Đấy, nhiều bạn bị lỗi cái này nhá thì chúng ta cũng cài lại này. Đấy, rồi là gì? HTKK mới nhất, phiên bản mới nhất cho các bạn, được chưa? Và iTech Viewer cũng là phiên bản mới nhất và VietKey là cái những cái này là những cái phần mềm mà hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta lộp và làm cái tờ khai. Đấy, nhiều bạn gì bị lỗi lỗi cái dạng cái quyết toán cái chỉ tiêu 05 ấy ở cái mục 03-3 thì chúng ta dạng là chúng ta cài lại cái IT Viewer này là chúng ta hết lỗi. Hoặc là dạng có nhiều bạn bảo dạng anh Sơn ơi, khi em lập cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ấy chúng tích vào ủy quyền rồi nhưng mà kết xuất ra thì nó lại không có tích ủy quyền. Đấy, thì bản thân cái IT Viewer này nó dạng nó đang bị lỗi cho nên là các bạn chỉ cần cài lại cái này là ok thôi. Và ở đây có mật khẩu hướng dẫn này, mật khẩu giải lén này, được chưa? Đấy, rồi nhá. Đấy, thì các cái bước chúng ta làm như sau. Đấy, các bạn thứ nhất các bạn tải cái này về của tôi về thì các bạn tải cái này như thế nào thì các bạn có thể gì ạ? Liên hệ và nhắn tin nhé, các bạn nhắn tin Zalo là cho em xin hoặc là cho chị xin cái gì ạ? Cái sửa lỗi mà không lộp được cái tờ khai. Đấy, tôi sẽ gửi cho bạn. Đây, dạ, tôi sẽ không up ở trên cái kênh đâu tại vì là mỗi thời điểm nó lại có một cái phần khác nhau nhá. Đấy, tôi sẽ cố gắng là xin của Tổng cục Thuế là dạ, những cái phiên bản mới nhất và những cái mà cập nhật mới nhất cho các bạn để các bạn có thể sửa được. Hoặc là dạ, tôi không up lên vì lý do là dạ, ai thực sự cần thì người đấy sẽ dạ, sẽ nhắn tin Zalo, tại vì Zalo thì tôi sẽ gửi cho các bạn thôi, không có gì là phức tạp cả, đúng không? Tải lên đấy thì cái phiên bản cũ các bạn tải về các bạn không cài được thì cũng không có ích gì, đúng không ạ? Tại vì cái video này có thể là sẽ giúp các bạn 2, 3 năm sau các bạn vẫn có thể ứng dụng được. Đấy, thì các bạn đây nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn luôn này, được chưa? Đấy, mật khẩu giả lén này, được chưa? Và tự động cài đặt cho các bạn những cái này thì các bạn nhập cái mật khẩu giả lén vào đây cho tôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Ấn OK. Đấy, bạn sẽ thấy yes nha, các bạn ấn yes, ok chưa? Ok, các bạn đợi nha, đợi nó chạy. Đấy, được chưa? Đấy, chào mừng đến với trình cài đặt fix
chữ ký số, được chưa? Tiếp theo này. Đấy, và nó tự động cập nhật cho các bạn này, các bạn thấy không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, các cái phần mềm cài đặt, bản cài đặt đầy đủ của nó, đúng không ạ? Đấy, và bạn ấn gì ạ? Ấn tiếp theo. Đấy. Và cái này nó sẽ tự động cập nhật những cái phiên bản mới nhất cho các bạn nhé. Tự động cập nhật cho bạn những cái phiên bản mới nhất, hỗ trợ cài mới nhất, IPv4 mới nhất, để dựa ra và mới nhất để phù hợp cho cái việc mà chúng ta dựa chọn cái tờ khai để chúng ta lộp, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều bạn bị lỗi này thì chúng ta vướng mắc, chúng ta đi tìm đủ cách, đúng không ạ? Đấy, thậm chí rất nhiều học viên của tôi dựa bị lỗi cái này. Hoặc là có một cách nữa, đó là chúng ta nhờ người thân hỗ trợ, nói như là chúng ta có thể liên hệ với những người bán chữ ký số cho chúng ta. Nên là khi bạn mua phần mềm ấy, mua phần mềm hoặc là mua gì ạ, mua phần mềm kế toán hoặc là phần mềm chữ số, thì các bạn nên mua của những cá nhân đấy, họ sẽ chịu trách nhiệm là hỗ trợ cho các bạn. Còn nếu bạn đi mua qua tổng đài, các bạn gọi lên tổng đài mua ấy, thì đến lúc mà các bạn cần hỗ trợ, các bạn gọi lên tổng đài rất là lâu, thậm chí là các bạn gọi suốt ngày mấy bận rồi, đúng không ạ? Đó thì chúng ta không được hỗ trợ. Đấy, cho nên là gì ạ? Kinh nghiệm là các bạn mua của cá nhân, và lúc nào có khó khăn gì thì các bạn sẽ bạn sẽ gọi cho cái người đó để người ta hỗ trợ chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Ok nhá, sẽ dạ vui lòng đóng trình duyệt Google Chrome này. Đấy. Ok, đóng hết. Được chưa? Đấy, và nó cài lại cho chúng ta, các bạn đợi một tí. Và bây giờ nó sẽ bắt đầu tiếp tục cài. Đấy, thì đấy là cái kinh nghiệm thôi, đúng không ạ? Thì đợt gần đây thì rất nhiều bạn là chúng ta lỗi tùm lum hết, đúng không ạ? Nhất là việc mà chúng ta lộp bổ sung cái tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân hoặc là thu nhập quyết toán thuế doanh nghiệp, thì chúng ta hay bị lỗi và chúng ta bị trả lại. Đấy, và rất nhiều bạn do là chúng ta tiếp nhận được kế toán cũ mà chúng ta quên, chúng ta không thay đổi cái thông tin trên cái không thay đổi thông tin trên cái tờ khai. Nó đang cài đặt, thì kệ nó nhá. Thế là không thay đổi thông tin trên cái trang thuế điện tử về cái email của mình để mình quản lý, được chưa? Thì thì cái việc mà các bạn lộp xong cái tờ khai ấy, nó sẽ không thông báo về email của chúng ta, nên là chúng ta chỉ biết là chúng ta lộp xong thôi. Nhưng mà thực chất, cái bản chất khi mà bạn lộp xong, nó chỉ là tiếp nhận thôi nhé, còn chấp nhận hay không thì là các bạn lại phải đợi đấy, sau khi mà nó quá trình nó hoàn thành rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, thử xem này, các bạn đăng nhập này. Đấy. Đấy, có nhiều bạn nhé, khi bạn thấy nó xoay tròn, các bạn có nhiều bạn bị xoay tròn như thế gì ạ? Các bạn chỉ cần đơn giản thôi, các bạn làm hai cái bước mà họ hướng dẫn thôi, tải về và cài ra thì nó sẽ vào được như thế này, được chưa? Rồi các bạn vào phần khai thuế này. Đấy, bây giờ chúng ta xem là nó có được không nhé. Lộp này. Rồi đấy, chọn này. Đó, được chưa? Tuyệt vời chưa? Đó, nó xong rồi đấy. Thế là được rồi, đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy. Đấy, thì các bạn nào mà đang gặp cái gì ạ? Cái vấn đề như này thì cái phần này nó chính là cái phần cứu cánh của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, cái file này, file Rava full này, async này, đó chính là cái phần cứu cánh của chúng ta. Đấy. Thì ở đây là phần mềm cứu cánh, thì các bạn có thể gì ạ? Liên hệ với tôi, nhắn tin cho tôi Zalo 0901686262 các bạn nhé. Nếu các bạn nào xin cái này thôi thì đơn giản, thì các bạn chỉ cần nhắn tin thôi chứ không cần phải gửi kết bạn đâu, đúng không ạ? Đấy, tại vì kết bạn thì tôi chỉ kết bạn cho những cái bạn học viên thôi. Đó, còn những các bạn nào đơn thuần chỉ xin thì các bạn cứ gửi vào, tôi sẽ gửi ngay cho các bạn, đúng không ạ? Ok không ạ? Đấy, thì các bạn tóm lại là gì? Là buổi hôm nay thì tôi muốn chia sẻ các bạn biết, đó là tôi có một cái file để sửa lỗi cập nhật mới nhất như thế này đó, và giúp các bạn nào kế toán nào chúng ta đang gặp khó khăn thì có thể sửa lỗi được và cập nhật được cho các bạn những cái như thế này. Đấy, có nghĩa là sẽ tự động cập nhật cho các bạn Java, Ersinger, Microsoft, Farmer, HTKK mới nhất, ITPO mới nhất và VietKey phù hợp với lại cái việc mà chúng ta làm và lộp cái tờ khai. Ok không ạ? Đấy là toàn bộ những cái lỗi mà tôi muốn chia sẻ các bạn. Đấy. Ok. Thế thì nếu các bạn nào ấy mà còn cái vướng mắc gì thì cứ nhắn tin Zalo, tôi sẽ hỗ trợ các bạn, đúng không ạ?
Đấy, đấy là cách đơn giản nhất. Còn nếu các bạn nào dạ chưa đăng ký những cái khóa học miễn phí, những cái quà tặng miễn phí, những cái dạ mẫu biểu miễn phí về kế toán, về thuế thì các bạn hãy vào trang amatech.vn ở phía dưới. Đấy, nhìn bạn nhìn ở phía dưới Thanh có cái trang khóa đăng ký khóa học miễn phí đấy. Thì các bạn vào đây, các bạn vào quà tặng, bạn kéo xuống đây. Đấy, thì tôi có chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Những cái khóa học này tôi sẽ gửi qua email cho các bạn và cập nhật miễn phí cho các bạn những cái thông tin kiến thức kế toán và phần mềm kế toán hoàn toàn hữu ích cho các bạn một cách ngắn gọn cô đọng. Đấy, đúng không ạ? Đấy, không mất thời gian của bạn, các bạn có thể mỗi ngày các bạn đọc những cái cập nhật đó có thể giúp các bạn là nâng cao cái kiến thức, cái tầm nhìn của chúng ta, đúng không ạ? Giúp các bạn làm kế toán tốt hơn. Hoặc là nếu các bạn nào chưa đăng ký cái kênh này. Đấy, các bạn nào chưa đăng ký cái kênh về kế toán của tôi thì các bạn hãy vào trang YouTube, các bạn gõ Amatech hoặc là người chuyển lược kế toán Thái Sơn thì các bạn sẽ ra kênh của tôi. Và các bạn nhớ hiện cho tôi xin một đăng ký kênh, like, chia sẻ nếu mà video hữu ích các bạn nhé. Chia sẻ cho tôi để các bạn nào đó có gặp cái tình huống này thì bạn có thể sửa chữa được, đúng không ạ? Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.